sẽ chuẩn bị thả lưới để bắt cá đối. Đó, các bạn thấy không, trên cái mặt nước cá đối nó chạy. Ồ, có con cò luôn kìa. Cá đối nó chạy rất là nhiều. Bây giờ mình phải đi qua cái ao thứ hai để mình xác nhận là mình coi cái địa điểm ở đó nó có tốt địa điểm này hay không, rồi mình mới bắt đầu thả lưới. Đặt dẫn lên nhé. Lại kia luôn. Hai bên nào cũng quá trời luôn rồi. Đó nè. Đó, bên đây có vẻ là cá nhiều hơn. À, chú này là ở gần cái ruộng chỗ mình thả, chú tưởng đâu người lạ vô chú ấy la, nhưng mà không phải, chú ấy đã nhận ra tụi mình. Đó, đây là hai đồng chí sẽ chuẩn bị phụ trách khâu thả lưới. Dưới này còn lưới nữa nè. Thôi là làm tay không tay được rồi, tay đi tính sao? Quăng đây, tay đây. Đây là lưới bén. Tay. Không mà lại. Đây không được. Anh cầm cái tay cho. Rồi, hai đồng chí sẽ chuẩn bị xuống. Cái gì? Trời. Từ từ. Đi qua luôn đi. Một tay được rồi. Bà hay quá anh ơi. Dạ. Mình bọc vô cái cây đó, đó. Ok, bắt đầu dưới trong cổng gì nha, chút xíu dính liền á. Đó, dính rồi kìa, đó, thấy cá dính rồi kìa. Đó, nhỏ 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 mà, từ từ, từ. Dạ. Máng vô bụi cỏ nè, nếu. Đó, trời ơi. Gì? Đuổi à? Mời có 10 giờ mà chưa tới có 10 giờ. Cũng giúp là để con băng cá chạy ra dính trên. Ờ đúng rồi, đi chổng đi ra đi, nó chạy ra cái ra liền. Quá trời luôn rồi. Chết mẹ mày luôn. Khoan kể có dính lại ruộng cho em về ngoài gỡ chứ gỡ gì nổi. Ruộng luôn bỏ vô trong cái bịch cái bao đó. Đi đi. Ủa bịch luôn à? Ừ mà cứ để nó được rồi mình. Rồi, mình. Ơi mày lên đây nè. Mày đi lên đây nè, đừng lỗi nha, chưa cho nó ướt mình đây nè, lên đây nè đi bọc lại. Ông này ông mắc lầy rồi. Quá đủ. Quá khỏi cái đùi rồi. Ông mắc lầy rồi. Ở đó mày xuống dưới mày đâu gì nổi đâu. Chết lúc nữa sâu lắm, người ta cạp cái 4 cái 5 thước mà. Đất này nó mềm quá. À, bắt đầu chơi tới. Ai dạ. Các bạn cái đâu dính giờ. Dính quá trời ơi. Dính vô lưới kìa. Để mình zoom lên ra. Lưới mới mà nó phải cũ phải không? Nãy nó kêu hai lưới đi. Lưới mới mà nó đâu có lỗ cách đâu, sợ chui. Ừ, dính liền. Giờ ra ngoài đó, dở luôn. 29. Đó là kim lớp kim rồi. Cái này là phi riêng. Đây nè, nè. Đứng lên, lên. Ấy ấy luôn thằng kia. Cái ào giống rồi. Đã. Gần biết rồi con cá chứ. Rồi đuổi cá, đuổi cá. Đó, đuổi đi cho nó chạy vào lưới. Dạ. Nó thối ngược trở lại á. Không, nó
dính vô lại dính dính rồi gọi là bỏ vô đi, bỏ vô đi. Bỏ xuống đi, cái từ từ đi. Này lưới ba màng nó cũng không xúc đâu. À, không xúc nổi đâu. Tạt ra hai bên đó. Phải có tay văng ngang đó bắt đầu ăn đảnh lại. Thôi đừng có đẩy đẩy nó thiếu, đằng kia nó đẩy lại rồi. Không bự lắm. Cả nhỏ nhảy cho đi mà ruộng lựu bánh mà ruộng qua cái dâm lên bỏ bao luôn về nhà gỡ mới nổi. Làm ăn được rồi. Dân chuyên nghiệp mà đi mệt gì. Trời luôn. Chắn lưới luôn. Cái này là cái không có xúc đâu, xuống lưới ba màng không có xúc được đâu. Không xúc, không xúc đâu. Cái này vậy là cái kinh là hơi sâu nè. Cái lưới muốn hụt vào nó không dính nè. Hụt vào. Chứ không phải là dính nãy nhiều lắm chứ phải vậy, chạy quá trời luôn. Cá nhỏ quá. Không bự lắm. Đó, rõ cũng dính nữa. Lưới ba màng này dính dấu luôn. Cỡ hai ba ngón tay lại. Lưới này là dân đó. Ủa con cá gì á? Có cái gì á? Cá cháo. Cá cháo. Rồi hết rồi đó, giả đi, phăng đi, nó không có chạy nữa đâu. Lâu như mình lắm á, dùng ruộng là lực lắm đi đổi anh ba. À đúng rồi, yếu là lỗi chỗ này là không nổi luôn á. Mà nhất là mấy người mà lớn tuổi càng lớn nào là cái nhịp tim nó yếu luôn này. Nó mệt, lội xuống bùn nó mệt dữ. Thở cái không nổi lấy cái hơi lên luôn rồi. Nó ái đi nó về gãy lại. Cứ phăng lại vô bao bốn nấc đại đi đâu có gì đâu ừ. Cần 5 phút thôi. Bạn có quá trời. Đảo anh ơi. Như đây về cho cái tốn bia. Nó tự nó chạy khắp ao mà chạy nhanh đó. Tự chạy qua chạy lại. Đập cho nó thối ngược trở lại nữa. Cái là nhanh quá nó sợ nó quản nó giạt hết. Chui chứ không phải giạt. Chui ra nó chạy nữa. Này đó, cá đó. Trời ơi, thắng ơi mày bỏ anh đây rồi, dính chấu rồi. Quay về đất ra. Qua qua trời ca luôn. Ôi giời ơi, có 5 phút à. Có một cá này, cái gì ngộ mấy cá cháo phải cái gì á.
coi vậy coi. Mấy con à? Là dặn xíu này nữa nè. Giờ muốn ấy thì phải gỡ thay. Gỡ ra đây rồi kiếm tiếp đó. Thay hơi tài này đang gỡ. Con hai tay lưới, lấy tay lưới thứ hai đi. Tay này bự lắm nè. Tay này lưới mới nè. Cái này lưới mới nè. Ủa lưới này nó dính lưới này nó một